Dạ vâng, Lê Trung xin kính chào cả nhà. Dạ đầu video thì cho phép Lê Trung kính chúc cả nhà mình có nhiều sức khỏe, bình an, thanh tâm an lạc, đặc biệt gặp nhiều may mắn nha cả nhà. Thì cả nhà ơi, như cả nhà mình đang xem thì cả nhà mình cũng thấy rồi, thì cái hoàn cảnh ở trước màn ảnh nhỏ đó, thì ngày hôm nay đó Lê Trung lại tiếp tục đưa cả nhà mình vào rừng nữa nha. Ngày hôm nay Lê Trung mời cả nhà cùng với Lê Trung chúng ta vào trong cái khu rừng này để xem thử xem là ngày hôm nay Lê Trung cùng với cả nhà có đủ duyên được với cái vị vong linh nào hay không, để chúng ta sẽ cùng nhau giúp đỡ rồi cúng kiến cho những cái vong hồn bất vưỡng đó, họ dùng đó, như cái nhà mình biết đó, thì chúng ta là một người dương đang còn đầy đủ khả năng để tạo dựng cho mình cái kinh tế cũng như là tạo dựng cho mình cái đồ ăn thức uống. Đã khổ rồi, nhưng mà đối với những cái vong linh đó, thì như cái nhà mình biết, họ rất khó để có thể tạo ra cho mình một cái gì đó để gọi như là ăn uống đó. Thì rất là khó, không thể nào tạo ra được đó. Họ chỉ có thể dùng đồ ăn thức uống do chính con người của chúng ta, những cái người đang còn sống, đang còn ở trên cái cõi ta bà này cúng kiến đó, thì họ mới có để họ dùng. Vì vậy thì họ rất là khổ và họ rất là cực cả nhà. Vì vậy thì được một người, một cô chú, một anh chị nào đó cúng kiến cho họ được một bữa thì họ sẽ rất là quý và họ rất là biết ơn đó. Nói ra ở đây không phải là Lê Trung truyền bá về cái việc cúng kiến, nhưng mà nói chung thì Lê Trung chỉ nói như vậy thôi, để cho cả nhà mình những cái ai tin tưởng về tâm linh đó, hoặc là những cô chú nào mà chưa hiểu về tâm linh như thế nào đó, thì mình nắm sơ sơ để mà mình biết được là vong linh vất vượng họ cực khổ như thế nào đó. Chứ còn nói về truyền bá đạo giáo hoặc là truyền bá các cái phong tục cổ hủ thì Lê Trung không có nha cả nhà. Ai có tâm thì muốn làm thì làm, chứ Lê Trung không có khuyến khích. Bây giờ cái vấn đề tâm linh này nó rất là khó, với lại thì nó cũng tâm linh thì nhà nước mình nó cũng không có công nhận, trên giấy tờ thì nó không công nhận, chỉ là khu này sao mà thấy nó kiểu như nó âm u dữ ta. Khu rừng này nó rầm rạp ghê không cả nhà, như cả nhà mình xem thì cả nhà mình thấy, cả nhà mình biết. Qua màn ảnh thì nhiều khi cả nhà mình thấy nó vậy, thấy nó nhỏ, cả nhà mình thấy nó vậy, chứ ở thật sự ngoài thì nó rộng và nó rậm rạp dữ lắm. Trong đây mũi kinh khủng khiếp. Rõ ràng là Lê Trung thấy có một cái luồng âm khí tích tụ về rất là nhiều, nhưng mà sao vẫn chưa thấy vong ta. Ê! Không chịu đi đâu mà sao mày cứ ngủ hoài vậy? Cái vụ gì chứ, cái vụ mà đánh dỗ rồi mà tao không có đi rồi mà hỏi cái gì hoài à? Cái gì hết chứ? Tao không có đi đâu. Mày nói đi thì mày đi, mình mày đi. Nói chuyện với ai vậy trời? Cái hố ở dưới này. Tao thấy cái hố như này.
mà có nghe được cái mùi gì ngon ngon thơm thơm gì nữa kìa. Tao về thu đó tao kiếm ăn đây. Còn mày á, nếu ăn lắm dỗ thì mày đi lên đây xuống trên đi. Ủa lắm dỗ đâu hả? Ê, hả? Lắm dỗ trên đó đó, mày rủ tao đi mà. Rủ nào? Mày mới rủ tao đi cho nó có đám đi cảnh rồi. Đâu có, tôi có biết cái đám dỗ đâu đâu, ở đâu ở chỉ tôi ra đi cá coi. Trên này là mày nói cái gì vậy? Mày mới rủ tao tất thì mà. Bây giờ mày nói không có. Có đâu trời, tôi mới vô mà má. Hello. Ê. Vậy? Ê, mày. Ủa mày... sao là mày? Thì tôi là tôi chứ. Mày chứ... mà lại là mày. Thì tôi là tôi chứ sao là mày ai biết? Ai đây? Ơi, nãy giờ tao tưởng đâu là cái thằng nó rủ tao đi lên chấm dỗ trển kiếm ăn. Chấm dỗ ở đâu? Gần ca hát gần gần ở trên hướng trển đó mày không thấy nghe hả? Trên này hả? Ừ. Có nghe khỉ gì đâu, sao không hay vậy, không nghe được hay vậy? Tôi có nghe gì đâu. Mà tao á, tao kỵ đám dỗ, tao không có đi. Mà chị sao? Ừ, nào giờ tao không có thích đám dỗ. Ủa ngộ vậy? Ừ, từ lúc tao mất giờ tao không thích. Ủa vậy đó hả? Tự nhiên đám dỗ của người ta mất gì đâu, không thích. Có liên quan gì tới ông đâu. Người ta mời thì mình đi, tới ăn rồi xong mình đi về thôi, chứ mất gì đâu mà không thích vậy. Vì cái đám dỗ mà tao phải mất mạng nè, cho nên bây giờ đó, tao sợ rồi, tao đỡ rồi, tao không dám đi đám dỗ nữa đâu. Còn bây giờ để tao đi xuống dưới đó tao kiếm tao ăn. Trời ơi, nãy giờ tao tưởng đâu là cái thằng mình ở chơi trong chung đây với tao rồi nó rủ tao đi lên ăn đám dỗ. Cái gì ở đây còn giông nữa hả? Còn. Ủa sao nó chắc là nó đi biệt lên trên đám dỗ rồi nó kiếm ăn luôn rồi. Sao tôi không thấy? Vậy nó đi rồi sao mày thấy được? Mày mới tới tức thì đây nè. Hồi nãy nó rủ tao. Mà tao nói rồi nãy tao không đi. Rủ ông lên đám dỗ hả? Ừ. Rồi tao tưởng đâu là nghe nói chuyện tao tưởng đúng rồi. Là nó lại nó rủ tao thêm lần nữa. Ông không đi là đúng rồi đó. Biết sao không? Sao? Ông đi lên đám dỗ của người ta rồi mà ông là ma là quỷ mà ông lên đó rồi ông hiện ra rồi người ta thấy rồi lỡ người ta gây tai nạn rồi sao? Lỡ người vô người ta thấy, ta thấy mấy ông rồi gây tai nạn cho người ta rồi mấy ông mắc quạ nữa. À cũng có lý ha. Thôi bây giờ khỏi đi đám dỗ đi. Bây giờ tao đi, bây giờ tao đi xuống dưới đó tao kiếm nè. Thôi khỏi luôn. Khỏi gì chị? Thì khỏi gì, thôi tao để tao đi mày ơi. Thôi khỏi đi đi, để tôi có đem cơm với bánh đâu nè, để tôi cúng cho ăn, khỏi đi. Ủa. Vậy là mày. Tôi là người dương quá ơi. Mày cản tao đi thì mày có đồ ăn hả? Ừ. Mày cho tao ăn hả? Tôi là người đi giúp dông mà đi cúng cơm nước rồi với bánh rồi này kia cho dông á. À. Biết là... không? Biết mấy người vậy không? Nào giờ tao có gặp đâu tôi biết. Nào giờ đâu có gặp hả? Ừ, nào giờ tao đâu có gặp. Ừ, bữa nay gặp rồi ha. Ừ, thì bữa nay tao gặp đầu tiên luôn. Tao mất này 7 năm rồi mà tao chưa có gặp. Ừ, kỳ ta. Thấy nó ngộ kỳ đó á. Ừ. Nào giờ tự nhiên bây giờ có người dương ấy, tự nhiên đi tìm dông cái cúng cho dông ăn. Ừ, kỳ ha. Ừ, rảnh ghê thiệt chứ. Tào lao. Ừ, thôi giờ ăn không? Công chuyện ở nhà không lo nữa. Cho dông ăn. Kỳ ha. Đúng là rảnh. Để giờ ăn không, không ăn đi về. Ăn giống ăn mày. Tôi thấy ngộ chứ. Chứ tôi thấy ngộ là hả? Đã hả? Ừ. Nào ừ. Giờ tôi 7 năm nay tôi. Ừ, nói hồi mày. Nói hồi nó đi về bỏ đói luôn. Ừ. Ha. Kiếm ăn không hả? Giờ tự nhiên đồ ăn hết giữ tìm tới tao. Tôi thấy ngộ ngộ. Ừ, kỳ ha. Mày có mày bày cho tao ăn, mày có chỗ nào ngon ngon mày bày cho tao ăn. Để tao coi có ngon bằng những cái chỗ mà tao đi kiếm ở ngã ba ngã tư không? À, ý là nói là đồ ăn có ngon bằng vậy không á hả? Ừ. À, chắc không ngon bằng đâu, chắc không ngon đâu. Thôi mà không ngon cũng được, mà bây giờ tao đói rồi, giờ tao cũng không biết mình đi hướng nào. Tao tính đi xuống dưới hướng đó, dưới đó mà không biết có hay không nữa. Ở dưới đó có đám dỗ hay gì? Không. Nói tao, đừng nhắc tới đám dỗ nữa, đám dỗ là tao sợ rồi. Đám dỗ sợ rồi hả? Ừ. Rồi thôi bây giờ nếu mà thật sự là muốn ăn vậy đó, để tôi kiếm chỗ nào trống trải cái tụi bài ra, tôi mời ăn được không? Trời, nhất trí liền. Nhất trí ha. Như vậy thì ngon lắm. Nhất trí, ẩn xíu đi chứ chỗ này đâu có cúng được, chỗ này nó rậm rạp quá làm sao mà cúng. Ừ. Rồi ăn đi. Trời. Cái dòng này tiếu người nè. Nói chuyện cũng tiếu lắm mà. Không biết ông nội này ông bị cái gì mà ông sợ đám dỗ chứ không biết. Nghe nhắc tới đám dỗ là ông quýu hết trơn à, ông sợ. Ông dám đi đám dỗ. Ok, ví dụ gì kể đi, chút xíu nữa mình hỏi thăm biết. Chút nữa hỏi thăm mà tính sau. Giờ cúng trước đi.
Nay mùa lạnh rồi, đi vô trong này vậy mà nó lạnh luôn cái nha. vừa âm khí quán khí rồi nó tích tụ lại á, rồi thêm vừa cái thời tiết nữa, trời. Và cái rau nó muốn đổ luôn. Ủa kiến đâu dưới người ta? Kiến đâu mà một bảy kiến gì? Thôi bò vô bắt cái đồ ăn hết đi. Chị nước cái Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam mô Đất Đai Thiên Trạch Thần Hoàng Bổn Cảnh Thổ Thần Thổ Địa Cục Thổ nơi đây. Thì ngày hôm nay con đến đây thì cũng có ý nguyện là muốn được trợ duyên cho các vong linh đang đối khắc lạnh lẽo vất vưởng trên cái gọi ta bà. Thì con cũng mong các ngài các ông hoan hỷ đó cho vị vong linh mới vừa xuất hiện ra cho con thấy ra đây nhận hưởng những cái phần lễ này để con có thể giúp cho họ được no lòng ấm dạ hơn, đỡ đói lạnh ha. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Ui, đợi từ nãy giờ, bây giờ mới thấy được đồ ăn này ha. Ui, mừng quá. Mừng. Gọi gì Kim? Ủa, cái thằng hồi nãy, chắc nó lên chở nó ăn nấm dỗ luôn rồi. Thôi, mình không ăn nấm dỗ, mình ở đây mình ăn bánh với ăn cơm này ngon hơn. Nghe hai từ nấm dỗ là ớn ốc. Giờ có là ăn rồi, ngon quá. Giờ mình không có cần đám dỗ, đám quải, đám tiệc gì nữa hết trơn. Giờ có đồ ăn đây ngon rồi. Tụi bay cứ ăn đám thì tụi bay đi đi. Không biết lên trảnh có ăn được hay không nữa kìa. Giờ tao có đồ ăn đây. Tao ăn thôi. Tụi bay đi, tao không kêu tụi bay luôn. Tụi bay lên trảnh tụi ăn được thì tụi bay no. Không ăn được thì tụi bay đói kệ tụi bay. Tao có cái ăn rồi. Tao chỉ lo cái ăn của tao thôi. Khỏi cần đi đám đi tiệc. Mà có ăn ngon thiệt. Trời ơi, cơm với rau luộc ngon quá. Cái này mà có chao ha. Lại miếng nước tương nữa thì
Ôi giời ơi, khỏi chê, không có còn cái nào mà để chê nữa hết trơn. Vui quá vui, hôm nay được ăn đầy đủ, vui quá vui. Tự dưng thấy được nhiều quá trời nhiều vậy á, cũng tâm trạng lắm chứ. Thì đúng là vui thiệt, còn mấy bữa mà kiếm không ra, trời ơi đói hả, chịu không nổi luôn. Tính đi kiếm chút gì ăn, mà gặp người dương thì thật khỏi, người ta cho ăn được cái gì thì đã rồi. Mà tính ra là 7 năm rồi mới gặp được người dương mà cho ăn vậy. Bởi vì chuyện lạ có thiệt, quá lạ luôn. Đối thì tự bay cái hồn phách đi kiếm, con này á gì đâu mà khỏi cần đi kiếm ở đâu, đồ ăn tự dâng tới miệng. Có ly quá. Ôi ôi. Làm miếng nước nè coi cho nó trơn trơn xuống rồi. Thỉnh hết cái dĩa bánh này luôn. Cơ hội á. Hiếm có mà. Phải bụp chứ. Thấm bụp đói à. Trời, nói nghe cho nó ca hát dữ lắm mà giờ sao im ru rồi. Chắc người ta đang ăn hay sao á, ngưng á. Nó con ở đây á cũng tốt, đủ mình đi kiếm rồi. Ồ, xin chào. Ôi công nhận á, hiếm có mới có cơ hội mà được ăn người dương mà đem tới tận trong rừng rú vậy. Cái gì đó hả? Ừ, ngon quá. Hiếm dữ lắm hả? Hiếm. Ừ. Thì đã bởi vậy mới nói là chuyện lạ có thật mà. Chuyện lạ có thật hả? Ừ. Đây ăn no chưa? Rồi. Rồi hả? Ừ. Thì hồi nãy gì tôi nghe ông nói gì ông ghét đám giỗ là sao? Đám giỗ có liên quan gì đâu mà ghét. Thường thì đám tiệc đồ này kia, nhà người ta, gia đình người ta có người thân mất thì người ta làm đám giỗ nó quải thôi chứ có gì đâu mà không ghét. Hả? Lúc xong thì không có ghét, nhưng mà mất rồi mới ghét, mới hận.
cũng vì đám dỗ mà mới mất mạng nè, cho nên mới hận thù luôn cái đám dỗ. Ủa rồi mắc gì đâu hận thù? Ông nói gì tôi không hiểu được đâu, ông kể rõ ràng tôi nghe coi ông nói gì ngứa đầu rồi đó. Hồi đó dạ, ở trong sớm á, có đám cưới, đám hỏi, đám dỗ, rồi sinh nhật đồ này kia, người ta mời nhiều lắm. Tăng gia rồi người ta cũng mời nữa. Rồi ở sớm mà chồm sớm nhau không mà chơi thân rồi mời thì đi. Ta đi á thì cũng có đờn ca hát đồ này kia vậy đó, thì mỗi người cũng hát một bài hai bài vậy. Tại vì người ta có cái dàn nhạc đó, đám tiệc người ta đem ra người ta hát kiểu như dạng là giúp vui cho đám vậy đó. Thì ai tới lượt ai thì nấy hát vậy đó, vậy mà đâu có chuyện gì xảy ra đâu. Mà cái lần ngay lần ta mất là mình biết ta đi đám ở đâu không? Đám đâu? Đám ở bên Cồn. Đi ông đi đám ở bên Cồn hả? Đám dỗ ở bên Cồn. Đám dỗ. Rồi sao? Có cái ông anh á, ông ở bên Cồn. Mà cái ở trong cái Cồn đó thì cũng có mấy chục hộ dân à. Thì anh em nè chơi thì cũng tình thương mến thương, hồi đó cũng mời ảnh qua đây bên đây đám. Rồi tới những đám dỗ của ba của ảnh đó. Ảnh cũng mời tôi qua. Qua bển nhìn cũng chơi vui vẻ thôi. Thì tình anh em mà cũng dạng như kết nghĩa vậy đó. Rồi qua bển thì đãi toàn món đặc sản đồ kia không à. Rồi anh em, ông bà, cô, chú, anh chị nè, đám cũng đông lắm ạ. Cỡ chục bàn à. Thì những toàn những người quen quen không à. Tại vì ở bên sớm bên này nè. Anh cũng giao thiệp rộng đó. Anh mới mời. Rồi qua bển ăn uống, đang ăn uống đồ này kia kìa. Anh mới mướn được cái dàn nhạc đó đó. Rồi anh mới kêu là mấy người đó mở lên cho hát. Mới đầu mở mạng thì sân nhà người ta làm trước. Chủ nhà đồ phát pháo trước. Anh chủ nhà đó anh hát hay lắm. Anh phát pháo trước, anh giới thiệu đồ này kia đó. Cũng cảm ơn dòng họ anh em đồ đã góp mặt vì cái đám dỗ của bà anh đó. Anh cảm ơn đồ đủ thứ hết. Rồi cái dưới này cho anh chàng pháo tay liền. Rồi cái mấy người ở bên xóm bên này nè nói vậy thì cho chủ nhà hát một bài để tặng quý vị và quan khách đi. Rồi chủ nhà đồng ý liền. Anh gà mùi mận lắm. Rồi cái xong cái mấy tới mấy bạn nam bạn nữ rồi ở bên đó đó. Lại mấy cô mấy gì bên đó đó. Rồi bên đó người ta cũng hát hay lắm. Rồi cái bà nó hát xong rồi. Cái anh sực nhớ tức tui. Thì anh nói mời lên hát. Thì tôi đi đám nào tôi cũng hát hết trơn á. Một bài ít gì cũng một bài hai bài mới đi về. Tại vì mình cũng góp vui ha. Góp vui văn nghệ mà. Vậy đó rồi cái lên á, hát một bài đầu tiên rồi quá trời người ta vỗ tay hay luôn. Rồi xong rồi tính là đi xuống. Nhưng mà mấy anh mấy chị rồi mấy cô đó nói thôi bây giờ hát tặng quan khách một bài nữa đi, tại vì hát hay quá, nghe mùi mẫn quá. Giọng rất là hay. Thấy vậy hãnh diện liền, dứt thì bản nữa. Nở mày nở mặt liền, tại vì có người tân bốc khen mình vậy nở luôn mũi chứ sao. Rồi cái mới dứt thêm bài nữa. Mà giờ một bài thường thường thì nó có hai lời hát. Chia làm hai lần vậy đó. Mà mới hát cái lần thứ nhất rồi. Rồi cái sao mà tự nhiên thấy mấy người mà thanh niên ở bên đó đó hồi nãy đưa mà không có hát. Kêu là kêu gì mà rượu chưa tới, bia chưa tới gì đó. Vì rượu chưa tới, bia chưa tới, chữ chưa về hả? Nãy mời cũng dữ lắm nhưng mà không chịu hát rồi, bởi vậy thì ta mới lên hát đó. Ai về đâu ta mới hát được có một lời à. Rồi mấy người này mấy cự cãi đồ này kia nó làm gì mà hát hoài vậy, để cho nó hát hoài vậy, đuổi nó xuống rồi bây giờ chữ tới rồi bây giờ đưa tao hát rồi đừng tao về coi. Tao chưa hát hết bài mà đuổi hả? Kìa.
Rồi cái anh chủ nhà mới nói không thẳng từ từ đi, mình ở bên đây mình còn chơi được lâu dài, quan khách người ta hát một bài hai bài rồi người ta cũng đi về bển hà, chứ người ta đâu có ở với mình tới chiều tới tối đâu. Chứ cái dàn nhạc này mình mướn tới qua bữa sau luôn á, mình dân nhà mình tha hồ ca, thì bây giờ để mình chiều khách trước đi. Rồi á cái nó cự gì đâu á, rồi cái nó mới chửi qua chửi lại rồi kia á, cũng trồng cái băng đó bình ở cồn bên đó không đó chứ đâu. Rồi tụi mới vừa hát nửa lời cái bài còn lại nữa là nhào lại nó giật giật mi luôn. Trời ơi, đang cầm nhà tự nhiên nó giật giật cái muốn cắm đầu luôn, hên là lấy cái tay đỡ được mới đứng dậy. Trời ơi, lúc đó thì cũng nóng. Rồi mới nói là anh làm gì á, để cho tôi hát còn có mấy chữ nữa, để tôi hát xong đi rồi tôi về tôi nhường lại cho anh hát, mà anh làm gì anh nhào lên giật mà làm vậy khó coi lắm à. Rồi á, cái người đó nói tao làm vậy đó, rồi mày làm gì tao không cho mày hát đó, làm gì mà hát hai ba bài chứ vậy. Nói tôi có hát gì đâu mà hai ba bài, thì chẳng qua là những bà con cô bác đây thích tôi hát tôi mới hát thêm một bài nữa thôi, là có hai bài chứ nhiêu. Mà mấy anh làm gì quá kiểu này mai mốt là không ai mà dám đi đám qua đây nữa. Tao không cho mày đi qua đây nữa đó. Nói trời ơi, tôi đâu đi mấy nhà mấy anh đâu, nhưng mà nhà này nhà anh của anh tôi, ông anh kết nghĩa. Thì anh mời đám thì tôi đi chứ làm sao, không lẽ tôi không đi. Mấy anh nói chuyện kỳ quá, mấy anh không biết điều gì hết trơn à. Rồi cái đâu hai ba thằng kia nó nhào lên, nó nói giờ mày nói gì, mày nói gì không biết điều mày, tao bẻ cổ mày giờ. Mày ở bên bển qua đây qua bên cồn bên này mày làm cha hả? Tao nói thiệt mày nha, ở xứ nào lại đây là tao bẻ cổ hết luôn ấy, chứ đừng đấy mà qua xứ này mà làm trùm ở đây hả. Rồi cái cự qua cự lại đâu hai ba câu nữa. Cái là hai thằng kia nó ngồi ở cái ghế sẵn đó đó, cũng xỉn rồi, cũng gục gặt cái gì nè, rồi nhào tới quánh tôi, quánh luôn. Quánh tôi xong rồi cái tôi té xuống. Tôi té xuống cái người mà cầm giật cái mít hát của tôi đó. Rồi mới nhào lên mình tôi nè, đấm cho tôi mấy đấm nữa. Trời ơi, tôi mới né mà trúng được con đấm mà ngay cái mỏ dập mỏ luôn. Tôi nghe mặn mặn là tôi biết là chảy máu rồi, tét da chảy máu rồi. Rồi á, tôi á mấy là cố gắng tôi chồi dậy, tại vì ba người đè nó ngựa làm sao mà chịu nổi. Rồi tôi mới cố là tôi xô ra để mà tôi giọt tôi xuống cái chiếc vỏ đựng mà tôi đi về. Nhưng mà có làm lại ba người đó đâu. Đè tôi tính quánh tôi thêm nữa, xong mà tôi hên. Lúc đó cái tay của tôi á nó trống dưới đó đó. Rồi á, biết tôi làm gì không? Làm gì? Tôi rút cái tay tôi lòn xuống cái kẹt háng của cái người mà giật mít của tôi đó. Rồi đấm tôi dập mỏ đó. Rồi tôi mới bóp cái trứng giấy một cái. Đầu vô tôi bóp nặng dữ lắm. Sao có hư không? Tôi bóp một nghiến hả bà, tự nhiên á cái tay tôi tự nhiên nó đang cứng tự nhiên nó mềm. Rồi á, rồi xong luôn, hai trái đào luôn, hai cục cu ly rồi mà banh luôn rồi. Thì á cái người đó mấy buông ra té xuống đất ôm vậy nè, tôi thấy ướt nhẹp hà. Rồi tôi nghi thế nào là chắc cũng dập trứng rồi. Rồi á hắn đứng dậy á chửi, bà nó cha mày dám bóp giấy tao hả? Bữa nay mày tới số mày rồi, tụi bay quýnh cho tao. Rồi mấy người kia nhào vô quýnh tôi quá trời quýnh luôn. Rồi ông anh đó lợi ông can, rồi ông anh đó cũng bị trúng mấy đấm văng ra nữa. Rồi mấy anh em của cái anh chủ nhà đó lợi can ra, là lúc đó hả tôi nằm dưới đó tôi tắt thở mẹ rồi, còn sống ở đâu mà can với chả can. Chơi gì bóp giấy đại pháp hả? Chơi độc rồi. Vậy chứ tôi nằm ở dưới mà tôi phải kiếm thế mà để mà tôi giật dậy đi tôi chạy chứ. Cuối cùng thì chỉ gì đi đám giỗ rồi bắt đầu là ca hát giành lộn mất mạng.
Thì bởi vậy cũng vì cái đám giỗ mà bên cồn đó gửi cho thành tôi mất mạng luôn. Bây giờ tôi gặp đám giỗ là tôi sợ dữ lắm rồi. Thôi thì giờ tôi đi tôi tẩn, tôi thấy đám giỗ là tôi sợ vậy đó. Cái đó là bình thường thôi, tại vì nhiều khi đó là ông gặp sự cố trong cái vấn đề mà tranh giành với nhau ca hát thôi, chứ bình thường thì ai đâu vậy. Nói chung là những cái thanh niên nó không hiểu chuyện, chứ gặp người lớn người ta hiểu chuyện thì cũng đâu có chuyện gì xảy ra đâu. Mà từ lúc mà tôi biết đi đám cho tới là tôi lúc mất luôn á, là chưa có cái hề mà xích mích gì hết trơn á. Tại vì bên đây á, người ta cũng thương lắm. Nhưng mà tự nhiên đi qua bên cồn cái mất mạng bên cồn luôn. Đi đám vô lý đi... vô duyên nó lãng xẹt vậy đó. Đi đám giỗ bên cồn xong rồi chui vô hòm luôn. Thì bởi vậy ông tên gì? Tên Mến. Mến hả? Thì mất lúc đó là được nhiêu tuổi rồi anh Mến? Lúc đó 36 tuổi rồi. Thì nãy nó mất cách đây 7 năm rồi hả? Lúc đó là quê của anh ở đâu? Quê hả? Quê miền Tây á. Biết miền Tây rồi mà ở tỉnh nào á ông nội ơi? Bến Tre. Bến Tre. Thôi giờ nói chung là vấn đề của anh thì nói sơ qua là tôi cũng hiểu rồi. Vấn đề đó thì cũng khá là gặp, cũng khá là nhiều. Tại vì trước đây thì ở quê tôi cũng hay xảy ra những cái sự việc như vậy đó. Cũng giành nhau ca hát ở ta đám tiệc rồi này kia, cũng đầu ẩu đả với nhau mà chưa đến nỗi phải mất mạng. Thì mấy người đó người ta không biết điều. Với lại người ta đi đám tới thì người ta cũng thương chủ nhà, người ta nghĩ tình nghĩa người ta đi đám. Vậy mà quậy quạng đồ này kia. Thôi kể đi anh ơi. Thôi bây giờ cái chuyện đó thì để tính sau đi. Rồi sau khi mà mấy đó nó ra tay với anh vậy thì mấy đó có bị trừng trị gì không? Trời ơi, bị liền chứ sao không bị. Bị luôn hả? Bị chịu tội rồi. Đúng rồi, chứ giết người mà sao thoát được. Rồi thì thôi bây giờ như vậy đi, ấy đi để bây giờ như anh thấy nè, anh ở ngoài cái khu rừng như thế này, đồng ý á, là nó yên tĩnh vắng vẻ đó, không có người dương làm phiền đó. Nhưng mà biết đâu, nhiều khi á, là tôi tới được thì những tay thầy pháp sư mà hay đi bắt vong á, để về luyện bùa luyện ngải đó, thì cũng tới đây. Đó, rồi nhiều khi gặp mấy ông đó thì hơi phiền, mấy ông đó sẽ bắt mấy cái vong hồn đem về để mà tu luyện bùa ngải đó. Nhiều mà bị bắt rồi thì nó sẽ không còn đầu thai được. Nó sẽ hồng siêu phát tán đó. Rồi cho nên là bây giờ tôi khuyên á, với cái nữa là anh thấy ở ngoài này nó cũng đói khổ thế bà luôn à, không có gì ăn uống hết trơn á. Rồi ở ngoài này nhiều khi mưa gió rồi nó cũng lạnh lẽo nữa. Thôi để tôi giúp cho đi về chùa đi, về đó rồi cái có ăn uống đồ này kia ngon lành đó. Hằng ngày các sư các thầy sẽ cúng cho anh ăn, rồi các sư các thầy sẽ là chỉ đường dẫn lối để cho anh tu hành, để mà đi đầu thai chuyển kiếp làm lại kiếp người khác đó. Chứ bây giờ anh ở ngoài này anh thấy đó, ngày nào cũng phải đi nôn nao đầu này đầu kia để mà tìm đồ ăn thức uống, nhưng mà tìm đâu phải ngày nào cũng có đâu, đúng không? Thì đúng rồi, lâu lâu mới được một bữa chứ. Mà hôm bữa đó ăn cũng không có nhiều nữa. Tại bữa đó ăn số lượng vài cái bánh như gì hả? Số lượng dông với ma quỷ nhiều lắm. Nghĩ coi một dĩa bánh gì nè, cả trăm cái dông lại vậy, người nào hên đó thì giành được cái ăn thôi. Còn xui xui là thì nhịn đói đó, xui xui là bị quýnh luôn chứ. Vừa bị quýnh mà vừa bị đòn, vừa nhịn đói nữa chứ. Rồi thôi vậy đi, để tôi giúp cho đi về chùa nha. Được á, có lý á. Anh nếu đồng ý thì anh chắp tay lên đi, rồi anh niệm giúp tôi 6 chữ Nam Mô A Di Đà Phật đi. Nam Mô A Di Đà Phật. Thì ra cái vấn đề của cái vong linh này gặp phải đó là anh ta anh đi đám giỗ đâu ở bên cồn á, rồi lên ca hát kiểu sao đó, rồi giành lộn giành lạo gì đó, rồi quấn lộn chiếc queo đó. Thì nói chung thì cái vấn đề này thì nó cũng thường xảy ra lắm đó nha, đối với những thanh niên mới lớn á, những cái mấy thanh niên lôi chôi á thì cũng hay kiểu như dạng ta đây, kiểu như rặng rừng nào cập nấy mà, thì thấy người lạ tới bắt đầu kiểu như dạng là ăn hiếp rồi này kia đó, rồi bắt đầu là kiểu như là không đồng cảnh với nhau, cái đầu là xoay ngang là bắt đầu là thanh toán lẫn nhau đó. Thì cái vong này cũng gặp cái trường hợp y chang vậy. Thì sau khi vừa anh đi đám giỗ bên cồn đó, thì anh lên ca hát đâu này kia đó, thì anh mới bị mấy thanh niên kia dòm ngó, rồi mấy đầu tranh giành ca hát gì đó, rồi cuối cùng ẩu đả với nhau gây ra là anh mất mạng đó. Thì sau một hồi trò chuyện thì Lê Trung cũng đã giúp cho anh ấy đi về chùa để anh ấy tu rồi, hy vọng rằng anh ấy sẽ cố gắng tu hành để thiệt tốt để sớm được đầu thai.
Rồi đến đây thì Lê Trung cũng xin phép kính chào cả nhà và hẹn gặp lại cả nhà mình ở video tiếp theo.